Mở đầu là một thông tin rất đáng chú ý với những gia đình đang có con nhỏ. Ngày hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết là vừa gấp thành công dị vật là một chiếc đầu kèn đồ chơi ở trong phổi của một bé trai 6 tuổi. Trước đó, trong lúc vui đùa thì cháu bé đã vô tình nuốt phải đồ chơi này khiến cho mỗi lần thở lại phát ra tiếng kèn. Được biết, cháu bé Nguyễn Ngọc Mạnh 6 tuổi ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang trong thời gian thay răng sữa, nên khi bé hít mạnh thì đầu chiếc kèn đã chui qua kẽ răng chưa mọc mới và chui vào đường thở. May mắn là đầu chiếc kèn có kẽ hở nên không bít hoàn toàn đường thở của bệnh nhi. Gia đình sau đó phát hiện mỗi lần thở là cổ họng cháu lại phát ra tiếng kèn nên đã tìm cách móc dị vật ra, xong lại làm cho đầu kèn rơi vào phổi khiến cháu bị ho sặc sụa. Sau khi chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã chụp X-quang nhưng mà không phát hiện ra dị vật vì đồ chơi làm từ nhựa và không ngấm thuốc cản quang. Tuy nhiên thì qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử từ gia đình, các bác sĩ đã quyết định phương pháp nội soi để tìm gắp dị vật và hình dạng tròn trơn trượt khiến cho việc gắp dị vật này mất rất nhiều thời gian. Sau gắp dị vật 2 ngày thì ngày hôm nay bệnh nhi đã hoàn toàn bình phục. Tôi đã tổng xét có